Báo cá chép to rồi. Ôi con này phải 7-8 cân. Rồi. Ôi, chép to quá. Chép to đấy nhở. Ui ôi, con này phải 7 cân. Anh lấy hộ em cái lưới phát. À, cái. 5 cân không? Cái này 6-7 cân. 6-7 cân. Con này ngon anh ạ. Ừ, con này ngon. Ui, to thế. Ui, con này con này lớn ngứa đập heo ấy. To thật. Bế bế lên đây, xem nó phát đâu. Mấy khi ông em được câu cá to. Wow. Mẹ nó đang chói nhỉ. Con này to nhỉ anh ạ. To quá. Vừa rơi điện thoại hồ thì cá nó được chép luôn. Rơi điện thoại hồ ấy. Con này đẹp ngon thật, vàng khe. Bán không em? Con này bán gì anh? To quá nhỉ. Con này là hàng cân em này. Ôi mắc mẹ trên này rồi. Anh ôi chào cụ nhá.